Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Zan OCR 5300 mới nhất về lại của em. Chiếc xe được sử dụng một tông màu đỏ trắng. Vâng. Màu khá là đẹp các bác nhé. Xe phù hợp các bác là những mới tiếp cận những dòng xe đua vì mức giá của nó rất là tốt và sử dụng nguyên bộ group của Shimano. Vâng, bộ vành phun cum các bác có thể thấy đây, ngay trên khung hình các bác, bộ vành phun cum hiệu đây. Em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu đỏ trắng các bác nhé. Với những dòng xe đua của OCR thì em đánh giá chiếc xe này còn rất là tốt. Rất lâu rồi em mới về một chiếc OCR 5300. Bộ khung rất là kiểu mới, không như những chiếc xe đua đời cũ. Các bác nhìn dây âm sườn đây. Vâng. Dòng OCR 5300 có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Trước đây kênh của em cũng đăng một số chiếc OCR 5300. Anh giá chiếc xe trên 80%. Có một vài vết xước nhỏ trên khung xe, xước răm. Em đánh giá 80% thôi. Đùi đĩa, đùi đĩa do đã qua sử dụng nên cũng không tránh được vết xước, không đáng kể, không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cả. Hộp yên nguyên zin của Zan. Vâng, yên rất là mới các bác nhé. Xe có ghi size S. Vâng, rồi bên cạnh đây thì là khung alu XSL, cao cấp hơn khung alu X thông thường, cho bộ khung nhẹ và bền hơn. Vâng, khung nhôm, khung nhôm siêu nhẹ, công nghệ làm nhôm độc quyền của Zan. Độ phanh ra mày. Càng nhôm nguyên zin của xe OCR. Cũng là tông màu đỏ đen. À, đỏ trắng có nhé. Phía đằng sau đây có chữ Zan đấy, Zan OCR. Nhìn rất hài hòa và đẹp. Phía bên trên đây là cho vi lông cổ Ford nguyên zin của Zan. Bộ dây quấn đỏ như di theo xe luôn, màu đỏ cùng tông màu với xe. Với lần về chiếc xe này, xe OCR 5300 thì giá sẽ tốt hơn với những chiếc OCR trước đây em đã từng bán. Rất phù hợp các bác mà mới tiếp cận những dòng xe đua có thể lựa chọn chiếc xe này. Bộ vành phun cum Zero, vành hiệu cao cấp các bác nhé. Đây là một mẫu, một bộ vành hiệu được người chủ trước đã nâng cấp lên. Lốp vẫn là 700x23 các bác nhé. À không, đây lốp 728. 728 các bác. Vâng. Cũng nhỏ thôi. Vẫn là vành 700. Trên khung xe có mã QR của xe, của hãng. Vành sau phun cum, chiếc xe được trang bị củ rề của Shimano Clarit, xích lip đen, còn khá là mới thôi nhé, các bạn có thể nhìn thấy đây.
ở dưới 2 tầng. Gạt là của Shimano Claris. Bộ tay bấm xả, à bộ tay lắc của Shimano Claris luôn các bác nhé. Đây bên lip, đây bên đĩa. Đồng bộ theo xe là nguyên bộ group của Shimano Claris. Rồi sẽ đi vào đo chiều cao size đứng. Chiều cao xe ghi size S. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 48. Của các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Đi vừa chiếc xe này. Lên lip, đi vào đánh giá chuyển động đây. Vừa chuyển động rất tốt các bác nhé. Rồi, phía tay phải là đến đĩa, đùi đĩa 2 tầng. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Bánh quay rất là bon. Một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Gian. Gian OCR 5300. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian OCR 5300. Chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Claris. Vâng, bộ vành hiệu phun cum. Tông màu xe rất là đẹp. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 8 triệu. Miễn phí tít toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Có quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Nhờ cảm ơn các bác theo dõi video.